Năm 2018, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được huyện Mèo Vạc chú trọng thực hiện. Nhiều hình thức tuyên truyền đã phát huy hiệu quả như tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc biên soạn và phát hành tài liệu, thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức viết hoặc sân câu hóa. Trong năm, huyện Mèo Vạc đã ban hành kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, chỉ đạo ngành chức năng tổ chức 44 hội nghị tuyên truyền pháp luật, truyền thông tư vấn, trợ giúp pháp lý tại 39 thôn trên địa bàn 17 xã thị trấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với hái hoa dân chủ, tìm hiểu pháp luật tại 5 trường học với 23.170 lượt người tham gia, cấp phát 8.739 tờ rơi tờ gấp pháp luật, tổ chức một hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành với hơn 200 người tham dự, cấp 18 đĩa CD truyền thông các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đăng ký hộ tịch, phòng chống tảo hôn, 18 đĩa CD truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo hôn bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Mông cho 18 xã thị trấn phục vụ công tác tuyên truyền. Song song với công tác tuyên truyền, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải được thực hiện kịp thời, được tuyên truyền người dân đã nắm được các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước từ đó có sự đồng thuận chấp hành tốt các quy định của pháp luật